Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Vương KDS, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái bo mạch công suất nữa các bạn. Đó, đây mặt dưới nó nè. Đó thì hiện tượng của nó là mở lên nó không có hát ha. Ở đây cũng có một bo nữa nè các bạn. Đó, hai bo. Rồi, bo nào cũng không hát hết. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ quan sát kiểm tra coi linh kiện nó có bị mất không. Thì ở trên đây nè. Đó, trên đây nè, cái mạch này là hình như là nó đủ linh kiện nè. Nhưng mà nó hơi cũ rồi. Đó, thì mình so sánh với mạch bên đây ha. Bên đây thì cũng đủ linh kiện luôn. Chỉ mất cái con cầu chì nè. Bên đây mất cái chân, còn bên đây thì còn cái chân nè. Đó, cái rắc cắm dây cũng mất tiêu luôn. Rồi, trước tiên thì các bạn kiểm tra cái phần nguội để mình đo kiểm những cái phần đơn giản trước. Đó, sau đó thì mình kiểm tra nguồn sau các bạn. Rồi, đầu tiên thì bộ cầu diode nè, mình kiểm tra bộ cầu diode. Lên một chiều nè. Bên đây lên một chiều luôn, có nghĩa là bộ cầu này nó không hư. Ok, đầu tiên là cầu diode không hư. Tiếp theo là mình sẽ dò tiếp tới những cái con điện trở nè các bạn. Đó, mấy con điện trở này nè mình sẽ đo xem coi nó có bị đứt không. Không nè, dạng thang một ôm thôi. Lên nè, ok, điện trở không đứt ha. Rồi, đầu tiên thì các bạn câu lại cho nó cầu chì nè. À, câu cầu chì lại để mình cấp nguồn vô rồi mình gắn tụ vô ha. Đây, cầu chì thì mình sẽ câu đỡ như vậy. Sau khi mà xong rồi á, thì về nhà khách họ sẽ gắn cầu chì của họ vô mà. Cái này là người ta gửi cho mình cái bo thôi chứ không có gửi cho mình nguyên cái máy luôn ha. Xong hai cái cầu chì nè, mình câu đỡ ha. Đây, đây một cái. Tiếp theo các bạn gắn hai con tụ vô. Ở đây thì nó thiết kế là 6 con tụ, nhưng mà nó chỉ đấu song song 3 con nè các bạn. Song song 3 con là tính ra nó chỉ có 2 con thôi. Đó, mình gắn hai con vô được rồi. Cái này là mình chỉ sửa mình thử thôi. Đó. Trước mắt thì mình sẽ gắn đỡ như vậy ha. À, đúng cực hết đó ha. Trừ quay lên nè, trừ quay lên nè. Rồi. Tiếp theo các bạn tìm cho mình cái nguồn để mình gắn vô. Thì ở đây thì mình xài cái nguồn này cho nó nhẹ đó các bạn, bưng lên nó dễ chứ cái nguồn mà nó hát cho cái cục này một tay bưng không nổi ha. Nên để này nó chặt lên nó bự lắm. Tiếp theo thì mình sẽ hàn ba cọng dây ra để kết nối vô cái mạch này. Đó, bây giờ các bạn nhìn cái mạch để mình hàn cái dây vô á, thì các bạn nhìn vô cái bộ cầu diode của mình nè các bạn. Thì đầu tiên là nó qua cái cầu chì nè, đây qua cầu chì nè, đây vô đây một đầu ha. Còn đầu bên đây là cái đầu vô cầu chì nè, qua đây nè là đây một đầu. Các bạn hàn hai cái dây đỏ vô đây, có nghĩa là hai cái dây bìa của cái biến áp mình á. Còn cái dây giữa các bạn hàn vô giữa này, có nghĩa là giữa này nè. Nó dòng lên đây nữa mà, nó dòng vô đây nó vô mát đó. Lần này là hai cái con tụ nó nối tiếp với nhau nè, ví dụ như là cộng nè, trừ nè, và lại đây cộng nè, lại đây trừ nè, nó là mát ha. Bạn hàng làm sao mà có một cọng dây đen nằm giữa đi, còn hai dây này lộn qua lộn lại được không sao ha. Bây giờ mình sẽ mở lên đó, vừa cắm vô các bạn vừa đo cái phần AC nè các bạn, đo tổng nè, hai cái đầu dây mặt cam của mình nè. À, đo tổng hai cái đầu dây mặt cam nè, ghim điện vô nè, ghim vô nè, nó đèn nó chỉ lu lu gì thôi, đó nó lu lu gì thôi là không sao các bạn.
Rồi. Tiếp theo các bạn dò tìm cái đường ao các bạn. Đây nè. Cái đường ao của công suất nó ra đây. Nó ra hai cái rele nè các bạn. Đây là cuộn dây. Đây là cuộn dây. Bốn cái chân này là bốn bốn cái chân này là hai cái mặt tiếp xúc ở trong các bạn. Đó. Rồi, giờ mình sẽ đo DC xem coi nó có ra hay không. Đầu tiên thì các bạn cắm một cái que nó vô mát nè, một que nó vô cái chân rè le nè. Không có ha. Đo vô đây. Không có luôn. Tính theo rờ công suất các bạn. Ai da, giật. Rồi cái lưng, rồi cái bụng nó giật. Ok, công suất không sao hết. Tiếp theo mình sẽ đo độ phóng đại UVA của cái con thúc nữa các bạn. 0,71. Nó có phần linh kiện nào ở đây nó bị nóng nè. À, cái phần nguồn rele có con trở hạng dòng. Nó cấp nguồn cho cái rele. Hai con ấm ấm không sao ha. Rồi bây giờ dặn nhỏ xuống đồ OBR của cái hai cái con thúc nè, hai con E 8V 18V 7V mấy 8V nó dao động nữa mà. Đó, con bên đây không có ha. Hai con A nè, UBE 0,49 A này không có nè, như này không phết 55 đó. Rồi thì cái mạch này nè, có con này không dẫn có nghĩa là cái mạch nó chưa chạy các bạn. Bây giờ mình kiểm tra rồi mình kiểm tra cái mạch rồi mình đo lại ha. Rút điện ra nè. Thôi, cái này không phải là cho nó chạm chập mà là do cái người mà sửa trước á, người ta hàn, người ta không có để ý các bạn. Người ta hoàn không để ý, người ta để cái phần này nè. Nó bị dính lại nè. Đó, nó dính cục chì lại nè các bạn. Nhìn kỹ đi mới thấy ha. Giờ mình sẽ xả cái miếng này ra. Đó, nè, xả cho nó ra vậy nữa các bạn. Bởi vì mấy cái clip mà mình đã chia sẻ với các bạn á, mình có nói á, clip nào cũng có đó. Sau khi hàn xong các bạn xem lại coi có chạm gì không, có chập chạm không, đó. Hay là dính mạch gì không. Thì cái phần này nó quan trọng đúng không ạ? Vô tình đó các bạn sửa xong rồi nhưng mà dính miếng thôi, mạch nó không chạy. Rồi các bạn tháo con này, tháo con kia, tháo lung tung, tháo riết rồi nó ra tùm lum hết. Cho nên là khi hàn mạch rồi các bạn kiểm tra cho thiệt là kỹ ha. Rồi hãy ghim điện vô. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện vô để mình mở lên rồi kiểm tra lại ha. À, đèn lu lu rồi chứ không có sáng đỏ. Đó. Tiếp theo mình sẽ đo UVA của những cái con này hồi nãy á, là 0,55 nè. Đó. Còn con này 0,52 nè. Con này nãy không chạy nè. Đó, 0,49 nè. Rồi tiếp theo mình sẽ đo cái con mà mình bị dính chân nè, mình đo coi cái nó là sao. Con này thì nó chạy được có hai chân thôi, nó 0,62 đó. Tiếp theo mình kiểm tra cái mạch này nè các bạn, mạch này nè nó cũng giống như cái mạch này thôi. Đây nè, cái phần hai chân nó dính với nhau nè, ở đây cũng có hai chân dính nhau nhưng mà hàng làm sao mà hai chân bên đây dính luôn. Đó. Cái con này là con gì? A1015 các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm cái lo để mình gắn vô mình điểm công suất các bạn. Thì cái đường in của nó là nằm đây nè. Đây, cái đường in của mạch nằm đây.
kiếm cái đồng hồ kim để mình đếm thử công suất. Nhân qua AC nè, thăng 50 nè. Đo hai đầu ra của con mạch công suất mình nè. Đó, có nè, nghe công suất chạy nữa các bạn. Ở đây bị mắc con tụ đầu công suất nè. Đó, bây giờ mình đếm cái thằng đây nó không kêu nữa các bạn. À, mạch này tụ còn nè. 4.7 ha. Mạch này mắc tiêu. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm con tụ 4.7 để mình thay ha. Tắt nó đi. Đây con tụ 4.7 các bạn. Mình sẽ gắn vô ha. Đó. Đúng cộng đúng trừ là được. Đây. Cộng nè, trừ nè. Ok ha. Đó, để mình ghim điện mình đo lần nữa nè. Đây, bóng đèn nè. Ghim vô nè. Đó, chớp một cái rồi nó lưu lại nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đo cái phần công suất ra nè. Điểm vô nè. Đó. Dẫn qua DC nè. Đó, không có nữa các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn tìm cho mình cái lo để mình đặt vô đây. Kiểm tra thử coi nó hát hay không ha. Đây, mình thí dùng cái lo này mình thử các bạn. Dây nó nè. Đó, mình sẽ dùng cái lo này để mình thử. Thì lo này nó không có lớn nhưng mà nó nhỏ, nó gọn để đến đây được các bạn. Đó, mình thử ok rồi thì mình sẽ thử bằng lo lớn nha. Đây, mình hàn vô hai cái trạm lo của nó nè. Đó, ngay cái đầu của rele ra nè các bạn. Ok, này là phần lo ha. Đó, tiếp theo mình sẽ cho tín hiệu vô các bạn. Đây. Đó, về tín hiệu nè. Đó. Rồi, bây giờ mở tín hiệu lên, dạng nhỏ xuống. Đó, rồi, tắt đi. Tiếp theo mình sẽ cắm coi mạch công suất vô nè. Chờ là le nó đóng á. Ok. Sau khi có nguồn rồi, mình sẽ đo DC của cái phần ra lo nè. Không có ha. Tiếp theo mở tín hiệu lên. Rồi. Dẫn lớn lên nè. Các bạn nghe là âm thanh nó bị nghẹt các bạn nè. Đó, nó nghẹt vậy. Đó, bây giờ mình sẽ đo cái phần DC mấy con trang sợi thúc của mình nè. Đó, đầu tiên của mình đang đo con này 0.6 nè, có nè. Là con này là con C đó các bạn. Con này con A nè, 0.6 nè. Có nghĩa là hai con này là chạy rồi nè. Tới con này. Đó, con này nè, đo không có nè. Con này. Rồi, con này đo rất là cao luôn nè các bạn. Có nghĩa là cái con này nó có vấn đề từ cái phần này. Đây. Đây ra đây, qua trở nè. Con trở nó vòng lên tới đằng này nữa các bạn. Vòng lại đây nè. Đó, đây là nó qua mấy con trở nhỏ nó vô mấy công suất mình đó. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra. Thì cái phần này mình đã đo thấy cái điện áp nó đã cao nè các bạn, UPE của nó rất là cao ha. Đó. Cho nên là mình sẽ kiểm tra bắt đầu từ cái phần này. Đó, phần này thì nó đây, chân này vô đây qua con trở nè. Đó, qua con trở nó chạy dài lại đây các bạn. Đó, chạy dài lại đây nè. Đây nó vô con trở nữa, đây nó vô cái con sò công suất của mình nữa các bạn. Bây giờ mình kiểm tra phần này trước ha. Đầu tiên thì các bạn phải rút mấy con sò này ra rồi mình đo mình kiểm tra đó, cho nên là mình sẽ hở cái chân của con điện trở này ra nè các bạn. Đó, các bạn hở cái chân nó lên để nó không có tiếp xúc với cái mạch của mình, rồi bắt đầu các bạn kiểm tra con sò trước.
nó nằm trên mạch thì nó khó sửa hơn là mình đã lấy ra ngoài. Đó, sau khi mình lấy nó ra, dỡ cái dây này lên nè các bạn. Đó là nó cách ly cái phần công suất sò ở trên với cái mạch ở dưới rồi. Đây. Đây qua đây là cái dây mối nối nè. Đó, cách ly ra. Rồi, tới đây nó vô trở nè, vô sò nè. Mình đo sò công suất. Đảo chiều nè. Lên nè. Lên nè, đảo chiều nè, không lên nè. Này cũng vậy luôn, tại nó liền luôn nữa các bạn. Máy này nó liền luôn. Đó, nguyên một vạt này là chung chung là cái con 5002 của mình đó. Lên nè. Không lên nè. Lên. Lên. Đó. Ở đây nó chạy có hai con thôi. Thì mình không có gắn hết ha. Thì thường thường á là nếu như mà nó chạy như vậy á là mình gắn 4 con là nó có mạch công suất mình nó chạy được các bạn. Tiếp theo mình sẽ đo con trang to lần này. Lên nè, lên nè, đảo chiều không lên, không lên nè. Rồi mình sẽ hút hai chân nó ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đo ha, dặn thang 10 kg nè. Lên nè. Lên nè, đảo chiều nè. Lên nè. Lên luôn. Đó, lên luôn các bạn. Hai chiều lên hết nè. Đó. Đo ra ngoài nó không lên mới được. Đó, các bạn đo ra ngoài nó không có chập chứ ngoài mới được ha. Dặn nhỏ xuống, đo ngoài nè. Đó, đo ngoài dặn lên luôn nhưng mà mình đã cách ly nó trống ra rồi. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Đó. Đây. Con này là con C2073. Bây giờ mình sẽ đo nó nè các bạn. Đây, nãy nó 5 triệu vậy nè, mình đo hai chân này lên nè. Lên nè. Đảo chiều lại nè. Không lên nè. Bình thường con này không chết ha. Tiếp theo mình sẽ đo lại cái phần mạch của mình nè. Đó. Nó không lên nữa các bạn. Không lên nhưng mà mình đo trên mạch mình thấy nó lên, cho nên là bình thường á mình sẽ rút nó ra. Mình không có để nằm trên mạch các bạn. Nằm trên mạch thì khó đo ha. Đó, bây giờ vuốt chân nó để mình hàn lại. Đo lại lần nữa nè. Đó, đảo chiều nè, lên nè. Lên nè, là bình thường ha. Giờ mình sẽ kích nó. Đó. Ok, cái con này nó không có hư các bạn. Mình đo trên mạch thì thấy nó lên nhưng mình lấy ra ngoài nó không lên. Bây giờ mình sẽ gắn lại. Rồi, hàn xong bây giờ mình rồi mình đo lại lần nữa nè. Không lên nè. Có thể là do người ta hàn nó bị dính mạch đó các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ hàn lại. Bây giờ mình sẽ đo tiếp ha. Thì cái con này hồi nãy mình đo nó bị chập nè, bây giờ mình đo lại nó không chập nữa nè. Nè. Nó không chập nữa, mình đo lên đây. Không lên nè, không lên, không lên luôn nè. Đó. Tiếp theo mình sẽ hàn cái rắc này lại các bạn. Đó, sau khi mình hàn cái rắc này lại nè, rồi mình mở lên lần nữa ha để mình xem coi nó còn PE nó cao hay không. Cắm điện vô. Đèn không sáng nè. Rồi, mình đo PE của nó còn hay không nè. Nè, thấp lại nè các bạn. Bình thường nè, OBE 0,6 đúng nè, con này. Con này không ra nè. Đó, con này nó không có ra cái OBE của nó không có nè. Có nghĩa là cái con này nó chưa dẫn các bạn, nó chưa dẫn nó liên quan tới hai con trăng to này nữa nè. Đó thì đây nó xuống đây. Xuống đây. Rồi, mình sẽ kiểm tra tiếp cái con này ha.
Thì con này nãy nó ra cao, bây giờ nó ra thấp, nó dẫn rồi. Có nghĩa là cái phần này. Đây con trăng to này. Hai con này. Với hai con này thì nó kích cho con này dẫn rồi. Còn con này. Đó, con này với con này. Kích cho con này dẫn. Bây giờ mình sẽ mở con này ra, mình kiểm tra nó ha. Đó, các bạn mở ra rồi hở cho nó hỏng cái chân ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đo xem coi nó có dính vô mạch hay không nè. Nè, không dính vô mạch nè. Đó, cách ly hai chân bìa nó ra. Bây giờ mình đo nè. Lên nè. Lên nè, đảo chiều nè. Không lên nè, không lên nè, dẫn thang cao lên. Đảo chiều nè. Không lên nè, không lên nè. Lên nè. Lên nè, có nghĩa là cái con này nó không có chết. Nó hư là nó hư cái phần đằng đằng sau nó nè các bạn. Đó, thì ở đây nè. Một chân này lên đây mình sẽ xem coi cái rắc nối hay là cái gì. Ở đây không có rắc nối các bạn, con này lên đây nó không có rắc nối nè. Mình mới lấy cái mạch này nè, mình kê xem coi nó có cái rắc nối hay không. Nè, đây lên đây nè, nó có rắc nối nè. Đó là đây, lên đây nó có rắc nối, nó đi lại đây, vòng ra đây, vòng ra đây, vô đây. Đó, mạch này tới đây là nó không có cái dây dắt qua nè, cho nên mình sẽ hàn cho nó ha. Có thể là do cái người sửa ban đầu á, người ta tháo ra, người ta không có gắn lại các bạn. Đó, thì cái này nó liên kết lên với mạch công suất của mình, cho nên mình sẽ gắn cái mối nối của nó lại. Sau khi hàn xong, bây giờ mình sẽ mở lên để mình đo các bạn. Ghim điện vô nè. Đó. Đâu bây giờ có con này ha. Có nè. Con này. Có luôn nè, đó. Thì nếu nó có cái UBE như vậy nó mới chạy các bạn. Đó, đây có nè. Đây có luôn, ok cái mạch mình nó chạy đó, bây giờ mình dẫn lớn lên nè. Đó, nó trong rồi đó, nó không có còn nghe kẹt nữa đó các bạn. Bây xuất cái dây chép này ra nè, mình hàng cái dây chép lại. Xong các bạn đo UBE của nó lại lần nữa ha. Có nè. Này. Có nè, con này. Con này có luôn nè các bạn. Có luôn. Có luôn ha. Đó, bốn con nó có nhưng mà âm thanh nó ra nè, nghe nó hơi xè xè nè. Ok ha, mạch chạy bình thường quá. Đo DC ra nè. Đó, không có ha, đo AC ra nè. Đó, ok ha. Đó, nhỏ xuống. Đó.
like yeah, yeah, play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, don't need no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. I'ma snide how you fall, how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I called your bluff, I'm not the one. Mess with me, come down, we're done. I'm so done, you had your fun. And now you gotta face time, I'm there with a gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Ok ha. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái mạch công suất ha các bạn. Thì hiện tượng của nó là hát nó bị nghẹt. Rồi sau khi kiểm tra thì nó chỉ bị lỗi mấy cái con này thôi. Rồi còn cái mạch này, mạch này mình cũng sửa tương tự. Và cách sửa mình cũng tương tự như vậy ha. Đó. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.